Một ngày cho nhân quyền Việt Nam, sáng tác Vé Sầu. Một ngày cho nhân quyền Việt Nam, cho những ai còn trong bóng tối, nơi con người hằng luôn khao khát một tia nắng sưởi ấm cuộc đời. Họ là anh, là chị, là em, là những người cùng chung chi lớn, đã hiến ngã chống lại bao quyền, đòi tự do, đòi đất cha ông. Họ là những người con ai quốc, dám nói lên lời nói hoan thiên của biết bao người không may mắn trong xã hội đầy rẫy bất công. Họ là người thà chết hy sinh cũng không đành ban đứng anh em. Họ anh hùng nêu cao chính nghĩa, không khiếp sợ bè lũ vô thân. Xin vinh danh những người yêu nước, dám quên mình vì nghĩa hy sinh, mang cho đời một niềm tin mới, nhất định rồi đời sẽ yên vui. Xin anh em thắp nén nhang hồng, cùng hướng lòng về với quê hương, cùng cầu cho những người yêu nước biết can trường giữ vững đức tin, luôn sẵn sàng trở thành đuốc sáng, nên chứng nhân giúp ích cho đời, cho một người hạnh phúc ấm no, nước Việt Nam đời mãi yên vui. Cho dân tộc Việt Nam, cho những ai còn đang thao thức trong thánh đường cầu Chúa ban ơn, ban cho đời hạnh phúc ấm no. Cho những ai còn tin phân pháp, hãy tin rằng Đức Phật từ bi sẽ không để cộng sản gian ác ta. Luôn tin vào một chân lý, nước Việt Nam là của dân nam, không ai được tự do mua bán hay khiếp nhược làm nô lệ ngoài bang. Đất nước ta nhiều phen chinh chiến, hết nội thù rồi đến ngoại thù, hay phiên nhau dành giữ câu xé, dân tộc ta sao mãi đau thương. Xin ơn trên phù hộ thêm sức, người dân ta đủ sức đấu tranh, đem công bằng và lòng bác ái xây dựng lại đất nước thân yêu. Xin anh em thắp nén nhang hồng, cùng hướng lòng về với quê hương, cùng cầu cho những người yêu nước biết can trường giữ vững đức tin, luôn sẵn sàng trở thành đuốc sáng, nên chứng nhân giúp ích cho đời, cho muôn người hạnh phúc ấm no,